Trong vài tuần qua, Israel triển khai hàng loạt cuộc tấn công vào các lực lượng đồng minh của Iran trên khu vực trải dài hơn 3.000 km ở Trung Đông và đe dọa cả Tehran. Thực tế này làm dấy lên khả năng kết thúc hai thập kỷ thống trị của Iran ở khu vực, điều mà cuộc xâm lược của Mỹ ở Iraq năm 2003 vô tình tạo ra. Tại Washington, Tel Aviv, Jerusalem và các thủ đô Ả Đập, những người phản đối và ủng hộ chiến dịch tấn công của Israel đang nghĩ đến chuyện Mỹ nên làm gì tiếp theo sau khi đồng minh của Mỹ đạt được những thành công về chiến thuật từ những cuộc tấn công lực lượng Hezbollah ở Lebanon và Houthi ở Yemen, trong khi tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm đè bẹp lực lượng Hamas ở giải Gaza. Cố vấn cấp cao tại Quỹ Bảo vệ Dân chủ có khuynh hướng bảo thủ ở Washington cho rằng Israel nên nhận được mọi hỗ trợ cần thiết từ Mỹ cho đến khi chính phủ Iran trở thành lịch sử. Phe phản đối cho rằng không nên quyết giành chiến thắng quân sự mà không cân nhắc đầy đủ rủi ro và hậu quả không mong muốn. Cuối cùng, Israel sẽ rơi vào tình huống mà họ chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng chiến tranh liên miên. Phe ủng hộ Israel muốn chiến dịch quân sự của nước này sẽ làm suy yếu Iran và các lực lượng ủy nhiệm, khiến Tehran không còn có thể hợp tác với Nga hay các đối thủ khác của phương Tây. Phe phản đối cảnh báo chỉ dùng hành động quân sự mà không giải quyết được nỗi bất bình của người Palestine thì chỉ gây ra các chu kỳ chiến tranh và bất ổn, khiến Iran quyết chế tạo vũ khí hạt nhân để đảm bảo sự tồn tại của họ. Chỉ trong vài tuần qua, các cuộc không kích của Israel đã giáng những đòn nặng nề vào lực lượng và hàng ngũ lãnh đạo của Hezbollah, một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất ở Trung Đông, cùng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Houthi ở Yemen. Việc Israel tấn công để đáp trả vụ Iran bán hàng trăm tên lửa đạn đạo có thể đẩy nhanh những chuyển dịch sức mạnh ở khu vực, dẫn đến một cuộc chiến tranh tổng lực mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và các chính quyền tiền nhiệm đã nỗ lực ngăn chặn. Giáo sư Mehran Kamdava, một chuyên gia về Trung Đông tại Đại học Georgetown của Qatar, cho rằng cuộc xung đột hiện nay có thể kết thúc bằng việc Israel xa lầy vào cuộc chiến tranh trên bộ ở Lebanon. Sau bốn thập kỷ thù địch sâu sắc giữa Israel và Iran, ông Kamdava nhận định cuộc chiến tranh lạnh giữa họ đã biến thành chiến tranh nóng và điều này đang thay đổi đáng kể bối cảnh chiến lược ở Trung Đông quân đội Israel thông báo đã phát hiện một đường hầm của Hezbollah chạy từ Lebanon vào lãnh thổ nước này và lượng lớn vũ khí của nhóm vũ trang Hồi giáo thân Iran ở bên kia biên giới. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, lúc phát hiện, đoạn đường hầm ngắn chỉ dài 20 mét nói trên của Hezbollah chưa có lối ra trong lãnh thổ nước này, nhưng cắt qua đường phân định xanh do Liên Hợp Quốc công nhận khoảng 10 mét ở khu vực phía tây biên giới gần làng Maguahin của Lebanon và ngay đối diện với cộng đồng dài ít của Israel. Báo Times of Israel dẫn tuyên bố vào ngày 8 tháng 10 của IDF nhấn mạnh không có thị trấn hoặc làng mạc nào của đất nước từng bị đường hầm trên đe dọa. Các chuyên gia Israel nhận định Hezbollah bắt đầu xây dựng đường hầm cách đây khoảng 2 năm. IDF đã nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch nhưng ngấm ngầm theo dõi quá trình xây dựng cấu trúc bí mật này. Lực lượng biệt kích Israel đã xác định được vị trí thực tế của đường hầm trong các vụ tấn công ở miền nam Lebanon cách đây vài tháng. IDF thông báo đã lục soát đường hầm và tìm thấy lượng lớn vũ khí bên trong, bao gồm cả thuốc nổ và tên lửa chống tăng. Trong lúc thực hiện chiến dịch trên bộ chống Ebola ở miền nam Lebanon, binh lính Israel đã tận dụng cơ hội phá hủy đường hầm này. Cùng ngày, sư đoàn 98 của IDF đã ra báo cáo tóm tắt một tuần hoạt động ở miền nam nước láng giềng, thống kê đã loại bỏ hơn 200 chiến binh Ebola tại một số ngôi làng Lebanon giáp biên giới Israel. Đội hình tinh nhuệ gồm lính dù, các đơn vị biệt kích, cùng lữ đoàn thiết giáp số 7 và đơn vị kỹ thuật chiến đấu Jahalom là lực lượng đầu tiên của Israel tiến vào Lebanon khi chiến dịch tấn công có giới hạn trên bộ chính thức bắt đầu vào ngày 30 tháng 9. Sư đoàn 98 của IDF tiết lộ đã phát hiện hàng trăm vũ khí tại các ngôi làng biên giới của Lebanon và sử dụng hơn 100 tấn thuốc nổ để phá hủy một số đường hầm của Hezbollah. Sư đoàn từng chiến đấu với phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza trong nhiều tháng, đánh giá Hebola là nhóm vũ trang có tổ chức tốt hơn nhiều so với Hamas, nhưng chủ yếu hoạt động trên mặt đất thay vì trong các đường hầm như nhóm đồng minh ở Gaza. Sư đoàn 98 cũng xác định Hebola còn sở hữu các vũ khí tiên tiến hơn Hamas, tuy nhiên họ quả quyết là vẫn chiếm ưu thế và đã thành công trong các nhiệm vụ chống nhóm vũ trang thân Tehran ở Lebanon. Bộ Quốc phòng Syria cho biết, 7 dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel vào một tòa nhà chung cư ở thủ đô Damascus. Báo Guardian dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Syria cho biết thêm, ít nhất 11 nạn nhân khác cũng bị thương trong vụ oanh tạc của Israel vào Damascus hôm 8 tháng 10. Nhà chức trách lưu ý, đây mới chỉ là số liệu thống kê ban đầu trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát. Theo một phóng viên có mặt tại hiện trường, cuộc không kích đã phá hủy ba tầng trên cùng của một tòa trung cư tại khu phố Metze, phía đông thủ đô City. Các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi, đè bẹp một số ô tô. Chính quyền đã điều các xe cứu thương và máy xúc đến hiện trường để giải cứu những nạn nhân sống sót và dọn dẹp đống đổ nát. Cùng ngày, phát biểu bên lề một hội nghị ở Tehran, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Adachi khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng ở Trung Đông và ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho xung đột. Đài ATI dẫn lời ông Adachi nhấn mạnh chúng tôi không sợ xung đột và đã sẵn sàng cho mọi kịch bản, các lực lượng vũ trang Iran đã chuẩn bị đầy đủ. Theo hãng thông tấn M, nhà ngoại giao hàng đầu Iran hôm 8 tháng 10 cũng cảnh báo Israel không nên thử thách ý chí của Tehran. Ông Adachi quả quyết bất kỳ vụ tập kích nào vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin quân đội Iran đã chuẩn bị ít nhất là 10 kịch bản cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel theo tờ tehran times quốc hội iran đang soạn thảo hiệp ước kháng chiến nhằm tăng cường an ninh khu vực và chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài đặc biệt là từ mỹ và israel hiệp ước quy định tất cả các quốc gia ký kết sẽ phải cung cấp hỗ trợ toàn diện bao gồm cả khu vực quân sự kinh tế và chính trị trong trường hợp bất kỳ nước thành viên nào bị israel hoặc là các đồng minh tấn công Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm thứ ba cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết hai người kế nhiệm lãnh đạo bị ám sát Hassan Nasrallah của Hezbollah. Ông Netanyahu phát biểu trong một đoạn video do văn phòng của ông công bố, "Chúng tôi đã làm suy yếu năng lực của Hezbollah, chúng tôi đã tiêu diệt hàng ngàn tên khủng bố, bao gồm cả Hassan Nasrallah và người thay thế Nasrallah cũng như cả người thay thế, người thay thế" Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, HaShem Safi Adine, người được kỳ vọng sẽ kế nhiệm Nasrallah, có thể đã bị loại bỏ. Sau đó, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết, Israel biết người được dự kiến kế nhiệm lãnh đạo Hezbollah là HaShem Safi Edine đang ở trong trụ sở tình báo của Hezbollah khi máy bay chiến đấu ném bom vào tuần trước và tình hình của Safi Edine đang được kiểm tra và khi biết thông tin chúng tôi sẽ thông báo cho công chúng. Safi Edine đã mất liên lạc kể từ cuộc không kích đó, một phần của cuộc tấn công leo thang của Israel sau một năm đụng độ biên giới với Hezbollah. Nhóm này là lực lượng chiến binh được trang bị vũ khí đáng cầm nhất trên khắp Trung Đông và đã hành động để hỗ trợ các chiến binh Palestine chiến đấu với Israel ở Gaza. Tuy nhiên, ông Netanyahu nói rằng ngày nay Hezbollah đang yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Quân đội Israel cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc không kích dữ dội nhằm vào các cơ sở ngầm của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong 24 giờ trước đó đã giết chết ít nhất là 50 chiến binh, bao gồm 6 chỉ huy khu vực và các quan chức khu vực. Các cường quốc phương Tây đang tìm kiếm giải pháp ngoại giao vì lo ngại cuộc xung đột có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Trung Đông sản xuất dầu mỏ. Trong bài phát biểu trên truyền hình, từ một địa điểm không được tiết lộ. Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qasem cho biết ông ủng hộ những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Văn phòng của ông Netanyahu từ chối bình luận về phát biểu của Qasem. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller phát biểu trong một cuộc họp báo tại Washington rằng Hezbollah đã thay đổi thái độ và muốn ngừng bắn vì nhóm này đang ở thế yếu và bị đánh bại trên chiến trường. Dẫu vậy qua xem cho biết, khả năng của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn mặc dù có những đòn đau đớn từ Israel. Hàng chục thành phố nằm trong tầm bắn, chúng tôi đảm bảo rằng khả năng của chúng tôi vẫn ổn. Quân đội Israel cho biết họ đã điều sư đoàn 146 tới miền Nam Lebanon. Đây là sư đoàn dự bị đầu tiên được triển khai qua biên giới và đang mở rộng hoạt động trên bộ chống lại Hezbollah từ Đông Nam Lebanon sang Tây Nam. Người phát ngôn quân đội Israel từ chối cho biết có bao nhiêu quân lính ở Lebanon cùng một lúc, nhưng quân đội trước đó đã thông báo rằng có ba sư đoàn quân đội khác đang hoạt động ở đó, nghĩa là có khả năng có hàng nghìn binh lính trên đất Lebanon. Quân đội Israel tuyên bố vào ngày 1 tháng 10 rằng lực lượng bộ binh đã tiến vào Lebanon, ban đầu là các đơn vị biệt kích, sau đó là các đơn vị thiết giáp chính quy và các đơn vị bộ binh. Chỉ sau một đêm, Israel lại ném bom vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi đặt trụ sở của Hezbollah và tuyên bố đã giết chết một nhân vật chịu trách nhiệm về ngân sách và hậu cần là Suhain Hussein Husseini, vụ mới nhất trong vụ một loạt vụ ám sát một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Quân đội Israel hôm thứ Ba đã ban hành cảnh báo sơ tán mới cho người dân, đặc biệt là tại các tòa nhà cụ thể ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi đặt trụ sở của Hezbollah. Ở miền Bắc Israel, không xa biên giới Lebanon, tiếng coi báo động liên tục vang lên trong suốt ngày thứ ba khi chính quyền Israel cho biết Hezbollah đã bắn gần 200 quả tên lửa vào Israel. Người phát ngôn quân đội Israel cho biết tính đến tháng 10 đã có hơn 3.000 tên lửa được bắn vào Israel từ Lebanon, nhưng lực lượng phòng không đã đánh chặn được nhiều thương vong và thiệt hại. Các mục tiêu vào thứ Ba một lần nữa bao gồm Haifa, thành phố cảng phía Bắc, nơi có nhiều báo cáo về thiệt hại cho các tòa nhà do mảnh vỡ tên lửa. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các bệ phóng bắn tên lửa vào Haifa. Cuộc xung đột bùng nổ giữa Israel và Hezbollah đã giết chết hơn 1.000 người ở Lebanon trong hai tuần qua và khiến hơn 1 triệu người phải sơ tán. Đài Al-Jazeera đưa tin, đốc kết do lữ đoàn Al-Qasam phóng đã bị phía Israel đánh chặn. Tuy nhiên, việc nhóm này vẫn có khả năng khai hỏa sau một năm đặt ra dấu hỏi lớn đối với chiến lược quân sự của Israel. Ngoài ra, cuộc tấn công mới nhất của Hamas vào Israel cho thấy giao tranh không thể chấm dứt chỉ bằng biện pháp quân sự mà cần một giải pháp chính trị. Trước đó, cùng ngày 7 tháng 10, vị trí 10 người bị thương sau khi đốc kết từ miền Nam Lebanon rơi xuống thành phố Haifa ở miền Bắc Israel. Đây là lần đầu tiên thành phố cảng này bị tấn công kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu cách đây một năm. Haifa nằm trên bờ biển địa trung hải của Israel, cách biên giới với Lebanon, khoảng 30 km. Hezbollah cho biết họ nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự ở phía nam Haifa bằng rocket Fadi-1 và tiến hành một cuộc tấn công khác vào Tiberias, cách đó 65 km. Quân đội Israel xác nhận 5 quả đốc kết được phóng từ Lebanon vào Haifa và bị tên lửa đánh chặn. Các vật thể rơi đã được xác định trong khu vực. Lực lượng phòng vệ Israel-IDF đang điều tra tác động của đốc kết, thương vong và thiệt hại đối với miền Bắc Israel. Truyền thông Israel đưa tin 5 quả đốc kết khác đã bắn trúng khu vực Tiberias, khiến một số tòa nhà và tài sản bị hư hại. Lực lượng Israel cũng chặn được hai máy bay công người lái, được phóng vào sáng sớm ngày 7 tháng 10 sau khi còi báo động vang lên ở các khu vực trung tâm Rizin-Lezion và pan -Makhim. Đây là lần hiếm hoi Israel thừa nhận hệ thống phòng không vòng sắt Iron Dam của họ không ngăn được đốc kết của Hezbollah. Vòm sắt là hệ thống phòng không đã trở thành nền tảng an ninh của Israel kể từ khi được triển khai lần đầu tiên vào năm 2011. Vòm sắt do công ty quốc phòng Israel Rafael phát triển và tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong những năm qua. Israel tuyên bố công nghệ quân sự này có tỷ lệ thành công 90% trong việc đánh chặn tốc kết của đối phương. Một khẩu đội vòm sắt gồm 3 thành phần, đầu tiên là radar phát hiện tốc kết đang bay tới. Thứ hai là tên lửa đánh chặn Tamiya, cuối cùng là một trung tâm chỉ huy và điều khiển chứa phần mềm tạo và gửi thông điệp từ radar tới tên lửa đánh chặn. Vòng sắt được thiết kế để đánh chặn thốc kết có tầm bắn từ 4 tới 70 km, có ít nhất là 10 khẩu đội vòng sắt được cho là đang hoạt động trên lãnh thổ Israel. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Trung Đông của Trường Đại học Singapore Jin Loab Saman mô tả vấn đề về tính hiệu quả của vòng sắt là rất gây tranh cãi. Ông nói, vòm sắt chỉ đánh chặn hoặc phá hủy rocket được coi là đe dọa các khu đô thị dân sự. Nếu rocket bắn vào một khu vực không có dân cư ở Israel, vòm sắt sẽ không được kích hoạt. Vì vậy, thật khó để nói chính xác điều gì đằng sau tỷ lệ hiệu quả 90% mà Israel công bố. Vấn đề khác liên quan đến hiệu quả của vòm sắt là ông Saman cho rằng hệ thống này không ngăn cản được Hamas hoặc các nhóm vũ trang Palestine khác tiến hành các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào lãnh thổ Israel. Cụ thể, vào ngày 7 tháng 10, ông Saman cho biết Hamas đã bắn nhiều đốc kết hơn so với 10 ngày cuối cùng của cuộc xung đột giữa Hamas và Israel năm 2021. Vì vậy, vòng sắt có thể hiệu quả về mặt hoạt động, nhưng về mặt chiến lược, nó không thực sự ngăn cản được các nhóm vũ trang ở Trung Đông. Việc duy trì hoạt động của vòng sắt đòi hỏi chi phí rất cao. Theo ông Saman, một tên lửa đánh chặn Tamir ước tính khoảng 50.000 đô la Mỹ. Ý tưởng là Israel có thể tìm ra một công nghệ để có thể bảo vệ lãnh thổ của mình, nhưng về mặt tài chính, nước này cần sự hỗ trợ của Mỹ để duy trì khả năng đó. Một báo cáo từ cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ cho biết, Washington đã đóng góp gần 3 tỷ đô la Mỹ cho vòng sắt, thiết bị đánh chặn, chi phí đồng sản xuất và bảo trì chung. Reuters đưa tin, tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ yêu cầu quốc hội cấp thêm 14 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Israel. Báo Times of Israel trích dẫn tuyên bố của IDF cho biết sư đoàn dự bị 146 của họ đã bắt đầu các hoạt động trên bộ ở khu vực phía tây nam Lebanon vào tối ngày 7 tháng 10. Sư đoàn dự bị này sẽ cùng ba sư đoàn quân thường trực số 98, 36 và 91 của Israel tham gia các vụ tập kích có giới hạn, cục bộ và xác định mục tiêu nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở khu vực biên giới nước láng giềng cũng theo IDF, các hoạt động trên biển diễn ra dưới sự hỗ trợ của lữ đoàn bộ binh dự bị Cameli, lữ đoàn thiết giáp dự bị nắm đấm sắt và trung đoàn pháo binh số 213. Động thái đã bổ sung thêm hàng nghìn quân vào chiến dịch tấn công trên bộ của IDF với tổng số binh lính Israel được triển khai trên lãnh thổ Lebanon hiện lên tới hơn 15.000 người. Hãng thông tấn quốc gia Lebanon, gọi tắt là NNA, đưa tin quân đội Israel đã tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Beirut và khắp miền Đông và Nam Lebanon vào sáng nay ngày 8 tháng 10. Trong một thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X, phát ngôn viên tiếng Ả Rập của IDF Avichai Adede một lần nữa khuyến nghị dân thường Lebanon ở phía nam đất nước nên di tản về phía Bắc để tránh giao tranh và bảo toàn tính mạng. Chính phủ lâm thời Lebanon thống kê ít nhất 1,3 triệu người, chiếm hơn 1 phần 5 dân số nước này, đã phải rời bỏ nhà cửa vì việc đẩy mạnh chiến dịch oanh tạc của Israel. Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Adachi hôm 7 tháng 10 cảnh báo Israel không nên thử thách ý chí của Tehran trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về khả năng Tel Aviv sắp phát động tấn công quân sự để trả đũa vụ quân Iran phóng 180 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối ngày 1 tháng 10. Ông Adachi phát biểu tại một hội nghị thảo luận về tác động của vụ đột kích đẫm máu của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tên lửa của chúng tôi có thể chạm tới mọi mục tiêu, chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ quan hoặc cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran nhấn mạnh Tehran sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của người Palestine nhằm thành lập nhà nước riêng của họ bình luận về vụ không kích hạ sát thủ lĩnh Hebola Hassan Nasrallah của IDF. Ông Adachi lưu ý phong trào phản kháng chống Israel không dựa trên một cá nhân. Thủ lĩnh phong trào Hamas ở giải Gaza, Yahya Sinwar, gần đây đã bất ngờ tái xuất sau nhiều tuần bị đồn đoán là thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Theo tờ Times of Israel, thủ lĩnh Hamas Sinwar đã nối lại liên lạc với các nhà trung gian đàm phán ở Qatar sau nhiều tuần biến mất. Lý do ông xin qua cắt liên lạc là vì tin Israel không thực sự mong muốn đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin. Nguồn tin giấu tên am hiểu về vấn đề trên nói với đài Channel 12 của Israel. Phản ứng trước thông tin thủ lĩnh Hamas tái xuất, một quan chức Israel nói có vẻ như xin qua không hề tỏ ra mềm mỏng hơn trong vấn đề đàm phán. Hamas yêu cầu Israel rút quân hoàn toàn khỏi giải Gaza để đổi lấy việc trao trả con tin. Israel để ngỏ khả năng ngừng bắn nhưng không đồng ý để Hamas khôi phục quyền lực ở Gaza. Một quan chức ngoại giao Qatar nói với kênh Channel 12 rằng chủ trương sát hại các lãnh đạo Hamas và Hezbollah của Israel đang mâu thuẫn với việc đạt được một thỏa thuận trao trả con tin một quan chức ta nói với gia đình các con tin Israel, chúng ta chưa thể đạt được thỏa thuận dưới thời thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và ông ấy bị sát hại. Bây giờ chúng ta có Khalid Massa'an và nhân vật này còn khó đàm phán hơn cả Haniyeh. Ông Massa'an là quan chức cấp cao Hamas dưới quyền thủ lĩnh Sinwa hiện đóng vai trò là đại diện ngoại giao của tổ chức. Không rõ trong lần tái xuất mới nhất, ông xin qua liên lạc trực tiếp với các nhà đàm phán ở Qatar hay thông qua ông Masan. Chính quyền của thủ lĩnh Israel Benjamin Netanyahu đã không còn nhắc đến vấn đề giải cứu con tin kể từ khi phát động chiến dịch quân sự trên bộ ở miền nam Lebanon vào ngày 30 tháng 9. Kobe Michael, cựu nhân viên cơ quan tình báo nội địa Sinbad hôm 7 tháng 10, nói với báo Anh Daily Mail rằng Israel đã từng nhiều lần cố gắng sát hại ông Sinwa, nhưng chưa thể thành công. Tháng 2 năm 2024, quân đội Israel từng công bố video ông Sinwa đi qua một đường hầm dưới lòng đất ở Gaza cùng với nhiều con tin. Cựu nhân viên an ninh Kobe Michael nói ông Sinwa luôn mang theo người khoảng 25 kg thuốc nổ và đưa khoảng 20 con tin đi cùng. Michael nói, có một vài lần chúng tôi có cơ hội triệt hạ xin qua, nhưng nếu làm như vậy chúng tôi cũng sẽ sát hại các con tin ở cùng với ông ta. Hamas bắt giữ 251 con tin trong cuộc tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel ước tính 97 con tin vẫn còn sống cho đến nay. 105 con tin được Hamas trả tự do theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần với Israel vào tháng 11 năm 2023. Hamas trước đó cũng đã thả bốn con tin. Quân đội Israel giải cứu thành công 8 con tin, ba con tin bị binh sĩ Israel bắn nhầm khi những người này cố gắng trốn chạy. Thi thể của 37 con tin được Israel tìm thấy ở dài Gaza.